Nick Yami sẹo với này nâu. Còn cái từ nhìn rất khôn chó. Đây. Làm quen với nhau thả con cái đi, thả xích con cái đi. Anh con chó nó thuần chủ tuyệt đối luôn. Chủ đây là yên tâm. Sẹo từ từ đã đi. Nào, cầm chiếc sẹo gì đây này. Thôi, ra ra ấy rồi thì... Đấy. Đó, cho nó làm quen nhau. Nhìn ở trên video thì không thấy con chó nó to lắm. Con sẹo này. Nhìn gái phát hiện ra nó dậy ngay. Không ra còn đi vệ sinh còn chán con này nó ấy lắm, nhưng mà nó lên cái, nếu mà cái và cái chịu là lên cái là ăn ngay. Được, còn chưa xong các cái thủ tục, còn phải đánh dấu, còn phải này kia chán. Nhà người thì mới triển. Hai đứa lùi lại phía dưới đi. Đúng rồi, ra chỗ nào rộng rãi ấy. Đi xuống dưới đi. Đâu? Con cái này cái mặt nhìn nó lăn, đuôi nó tốt, đuôi nó cụp xuống. Với dương đại anh giàu. Đó là cũng là cái cách này, chưa để cho nó kích thích. Hai đứa đi quay lại đây xem nào. Xuống bên dưới kia, bên dưới, đúng rồi. Đấy, chơi với nhau ở đấy. Cái mấy con cái của anh ở trong kia toàn 20 cân, hơn 20 cân. Đấy, em 14 cân rồi. Đẻ xong nó nở ngang ra thêm nữa. Trên như con đực này là, con đực này, nhìn con đực này áng chừng cân bao nhiêu cân? Con này của anh à? Ờ, xem có chuẩn không? Con này tầm 23 cân. 24 cân đấy. Vì nó cao và nó dài. Nhưng mà cái có mấy con nó to như con này, ngang nó còn to hơn con này. Nó đẻ xong ngang nó phát ngang. Thôi hai đứa xuống dưới đi. Thôi bây giờ cứ ấy không, tí anh về được. Chúng tôi đã đang nó quay video thì nó chưa nhảy. Gửi trên đấy thì bao giờ mà cầm về. Sẹo triển khai đi sẹo ơi. Khâu các cái khâu thủ tục đã xong. Giờ là đến cái đoạn tan tỉnh bắt đầu. Loan quanh. Alo. Ở kia vào đâu rượu vừa ra đâu ở trên nhà đâu nên mình chồng con chó nó về cứ đưa về cầm đi một chút nhai cho nó về nhá. Em cái này thì mặt rất là khôn. Đi. Bắt làm gì mà? Lông thuần màu, đuôi đẹp. Vào trong nhà trong bàn gì à? Sẹo phải làm quen với nó, phải từ từ thôi. Nó còn chưa biết cái gì đâu, chứ không là cứ loanh quanh luẩn quẩn là cứ đực nhau vào thì cái này lượn ra. Đấy,
nó ra làm quen với sẹo kìa. Rồi, nhưng mà phải ra phải rất từ từ. Vâng, viết đàng hoàng các kiểu. Nó nhanh nhau, lừa tí là nó quặp ngay. Quan trọng là nó quặp là con cái này nó sẽ quẫy. Phải 2-3 lần thì nó mới ấy được. Đớp, dọa nịch em đi. Đúng rồi, quen làm quen nịch hót nó nhiệt tình vào. Nịch là phải nhiệt tình chứ không phải là nịch theo cái kiểu là nịch một tí này lượn đánh trúng láng chỗ khác còn gì. Rồi ra nịch em đi. Nịch đã, làm quen đã. Không, con cái này nó còn chưa có lần nào nên là nó chưa biết được. Mà con này, cái con cái này, cái độ đề phòng của nó khá là cao. Nên là con được mà định hít ngửi người nó là nó đã rúm rồi. Nó đã tránh rồi, phải từ từ một tí thì nó mới quen. Để tự nhiên. À, đến lần thứ hai cái thì nó sẽ rất là nhạt. Lần đầu tiên thế thì còn lần thứ hai. Đâu thả con rồi thì lúc nào anh hay. Lần thứ hai là con cái nó lại bện con đực. Nó sẽ luôn luôn nó chủ động nó bện con đực. Thanh niên chưa vợ phát biểu như thật. Cặp này đẹp đấy. Tao không thích nhiều ông xem. Nịch em đi. Đấy. Ừ, nịch đi. Con nịch em tiến hành nhanh không ta cho con cáo ra. Nó đánh cái vèo cái là nó giải quyết ngay luôn giờ này. Nó bảo anh đây thì bất đức. Anh cầm về nuôi bảo chịu. Còn lúc nó bé thì anh còn nuôi không đi. Bảo anh cầm về nuôi. Bảo ăn khỏe quá. Bảo ăn khỏe lắm. Bọn chó Tây thì ăn khỏe. Nhìn chung là bọn chó Tây là nó ăn khỏe. Nó như kiểu là người Tây là người ta ăn thịt nhiều. Người Việt Nam mình thì ăn cơm nhiều. Như chó ta thì nó nhàn. Thì chó ta là nó, một là nó dễ ăn, hai là nó sạch. Ba là không săn gà. Gà vịt không săn gà thì nó không sủa linh tinh. Sẹo ơi, tiến hành. Kêu. Đi ra ngoài đi. Đi ra gặp bạn trai xong xuôi rồi về. Bắt đầu. Ra đi. Lại chạy đấy. Gặp bạn trai trong xử lý xong về. Đi xuống phía dưới đi. Nấu đi xuống đi. Nhiệt tình đi. Như bình thường thả rông chúng mày vần vần chúng mày nào xong rồi xong nụ giống như nhà trộm nhanh chúng mày. Đúng không anh? Cái quan trọng nhất là do con cái này nó còn đang thì rón rén. Vâng. Chứ nếu mà cái mà ấy bọn này thì nó cái tôn trọng của chúng nó cao lắm. Nó không ép phối. Được thái độ cái là sẵn sàng thì nói chuyện. Phải nịnh nó làm sao để cho nó cảm thấy nó yên tâm thì mới được. Con này 3 tuổi rưỡi. 1-2 hôm. Được. Nếu nó không được thì để 1-2 hôm. Để đến hôm nào nó phối được thì.